皆さん、こんにちは。今日また、第5図解の分母を説明していきたいと思います。Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi bài cuối cùng của cấu trúc ngữ pháp quyển 2 Minono Nihongo. Đã, isso ni ikimashou. Về trọng tâm của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về thể khiêm nhường ngữ Kenjogo. Thì chúng ta sẽ đi về khái niệm, cách dùng, cách chia của động từ nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, cách chia của động từ nhóm thứ ba và động từ đặc biệt. Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Hãy nghe rằng, trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp của bài số 50, thì chúng ta đi tìm hiểu về khái niệm của khiêm nhường ngữ. Vậy, khiêm nhường ngữ là cách nói hạ mình xuống một cách khiêm nhường mà người nói dùng để nói về những hành vi của mình hoặc phía mình, nhằm qua đó thể hiện sự kính trọng của mình đối với người nghe hoặc phía người nghe. Vậy như chúng ta đã từng học về bài số 49 là tôn kính ngữ, tức khi nói chuyện thì mình sẽ nâng người khác lên để nói chuyện. Còn bài số 50 này thì khi nói chuyện người ta sẽ hạ mình xuống để nói chuyện, đúng không ạ? Hãy chú ý về đối tượng sử dụng thì chúng ta phải lưu ý. Đối tượng sử dụng ở đây là nói chuyện với cấp trên, những người có địa vị trong xã hội, người lớn tuổi, giáo viên, người lần đầu gặp mặt, phỏng vấn với đối tác làm ăn, khách hàng, vân vân. Thì khi đó thì mình sẽ hạ mình xuống trước họ khi giao tiếp. Vậy chúng ta lưu ý trường hợp này thì tất cả những hành động và lời nói thuộc phía mình sẽ hạ mình xuống để tôn những người này lên khi nói chuyện, đúng không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng và cách được chia của nhóm động từ thứ nhất và nhóm động từ thứ hai. Như chúng ta thấy ở đây là nhóm động từ thứ nhất, nhóm động từ thứ hai, về mát sự, chúng ta sẽ bỏ mát sự, thêm si mát và thêm ô vào phía đằng trước. Và chúng ta lưu ý cho thầy là không dùng với những động từ mà có một âm tiết như là mi mát, i mát. Tsugi re o ikimashou. Chúng ta đi tìm hiểu về ví dụ. Okurimasu thì ở đây chúng ta sẽ bỏ masu và thêm shimasu và thêm o ở phía đằng trước thì nó sẽ có là okurishimasu. Tsugi machimasu, omachishimasu. Tekidaimasu, otekidaishimasu. Kashimasu, okashishimasu. Và iremasu, oireshimasu. Để mà tìm hiểu rõ hơn về khiêm nhường ngữ, chúng ta đi tiếp về một số ví dụ như sau. Ở đây chúng ta thấy là tôi tiễn trưởng phòng tới nhà ga. Vậy chúng ta sẽ có là watashi ga iki made kacho okurishimasu. Watashi ga iki made kacho okurishimasu. Thì ở đây chúng ta có okurimasu, chúng ta sẽ bỏ mát sự thêm shimasu và thêm o của những trước. Tôi tiễn trưởng phòng tới nhà ga. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng. Ví dụ như là chúng ta nhân viên của nhà hàng, khi mà có khách đến, chúng ta nhìn thấy khách đang cầm rất nhiều lý, đúng không ạ? Và chúng ta nói gì? Nặng nhỉ, để tôi mang giúp nhé. Omoi desu ne. Omochi shimashou ka? Omoi desu ne. Omochi shimashou ka? Thì ở đây chúng ta sẽ có mochimasu thì chúng ta chia thành omochi shimasu, omochi shimashou ka? Hãy tsugi. Ví dụ thấy sếp của mình đang rất là bận nhỉ, mình sẽ nói gì? Có vẻ bận nhỉ, để tôi giúp cho nhé. Isogashi sou desu ne. Otekidai shimashou ka? Isogashi sou desu ne. Otekidai shimashou ka? Hãy. Tsugi. Ví dụ như chúng ta gặp, ví dụ chúng ta đi thi chẳng hạn, chúng ta gặp người chưa quen thì chúng ta có thể dùng thể khiêm nhường ngữ này nhé. Ví dụ như là tôi cho bạn mượn bút nhé. Peno okashi shimashou ka? Hãy. Tsugi.
khi nhìn thấy sếp mình đang mệt mỏi thì mình có thể đề nghị là mình sẽ pha cà phê giúp, đúng không ạ? Có vẻ buồn ngủ nhỉ, để tôi pha cà phê cho nhé. Nemu so desu ne, koi yo oide shimashou ka. Hai, tiếp theo chúng ta tìm hiểu cách chia của nhóm động từ thứ ba về thể khiêm nhường ngữ. Ở đây chúng ta có nhóm động từ thứ ba thì chúng ta sẽ có danh từ đi với shimasu. Thì ở đây chúng ta sẽ có shimasu sẵn rồi được nhỉ? Thì chúng ta sẽ chỉ việc thêm go vào phía đằng trước thì chúng ta sẽ trở thành thể khiêm nhường ngữ, đúng không ạ? Ví dụ như là sokai shimasu, chúng ta sẽ chia về thành go sokai shimasu, chúng ta thêm go vào phía bên trước. Hãy chú ý annai shimasu, go annai shimasu, sotai shimasu, go sotai shimasu, renraku shimasu, go renraku shimasu. Vậy với nhóm này thì khá là dễ đúng không? Chúng ta sẽ chỉ việc là thêm go vào phía trước của động từ nhóm thứ ba. Tiếp chúng ta chú ý cho thầy một số động từ như sau. Ví dụ như là denwa shimasu thì chúng ta sẽ không dùng là go denwa shimasu mà chúng ta dùng là o denwa shimasu. Hay là go không để dùng là go yaku shoku shimasu mà sẽ dùng là o yaku shoku shimasu. Vậy chúng ta lưu ý những cái động từ này, những động từ đặc biệt thì chúng ta chú ý. Hãy tsugi, chúng ta đi tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng. Ví dụ đầu tiên, sau đây tôi xin giải thích về kế hoạch của tuần này. Watashi ga konshuu no yotei wo gosechimei shimasu. Watashi ga konshuu no yotei wo gosechimei shimasu. Hãy tsugi, chúng ta đi vào ví dụ tiếp theo. Đầu tiên tôi xin phép được giới thiệu về ngài Kushigawa. Saisho ni Kushigawa sama wo gosokai shimasu. Saisho ni Kushigawa sama wo gosokai shimasu. Thì ở đây chúng ta có động từ là sokai shimasu thì chúng ta sẽ thêm go vào phía trước để thể hiện khiêm nhường ngữ. Đấy, tsugi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người phía trong của bảo tàng. ではこれから図書館の中をご案内します。ではこれから図書館の中をご案内します。案内します。みんなでこらご案内します。はい、次、ビズテテオ。まあ、エンチデンズダムクエ。結婚式にご招待します。結婚式にご招待します。Hãy chú ý, trường hợp quỷ tôi sẽ liên lạc bằng mail cho mọi người ạ. Chushi no bai wa mail de go renraku shimasu. Chushi no bai wa mail de go renraku shimasu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những động từ đặc biệt. Vậy chúng ta lưu ý cho thầy những động từ đặc biệt thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhớ học thuộc thôi. Hãy ví dụ như ở đây chúng ta có là ikimasu là kimasu. Bây giờ chuyển về khiêm nhường ngữ chúng ta sẽ có là maimasu. Hay là imasu, imasu ở đây là có tồn tại, hay là betaimasu tức là tiếp diễn. Thì chúng ta sẽ chia về là odimasu. Tiếp theo tabemasu, nomimasu và moraimasu. Thì ba động từ này chúng ta sẽ chia chung về là itadakimasu. Từ imasu chúng ta sẽ có là moshimasu. Các từ ví dụ như là tan tomoshimasu, tomoshimasu nhé. Hay moshimasu. Tiếp theo shimasu chúng ta sẽ có là itashimasu. Ví dụ như là benkyo shimasu, benkyo itashimasu chúng ta sử dụng. Tiếp theo là shitemasu. Đấy. Zonji shite orimasu nhé. Zonji shite orimasu. Shirimasen, zonji shimasen, hay là mimasu, haiken shimasu, kikimasu. Kikimasu ở đây là hỏi, không phải là nghe đâu nhá. Nên sẽ có là ukagaimasu,
Tiếp theo là uchi e ikimasu, tức là đi đến nhà người khác thì chúng ta sẽ dùng là uchi e ikimasu, chúng ta có thể dùng là ukagaimasu. Chưa? Hãy chú ý, aimasu sẽ cùng ome ni kakarimasu. Ome ni kakarimasu. Ski. Với động từ ikimasu, kimasu thì chúng ta chuyển đánh maerimasu. Ví dụ như là tháng sau tôi sẽ đi Nhật cùng với gia đình. Raigetsu kazoku to nihonge maerimasu. Chúng tôi đến từ Việt Nam. Watashi tachi wa Vietnam kara maerimashita. Hãy tsugi. Imasu thì chúng ta chuyển thành orimasu. Bây giờ thì tôi đang ở thư viện. Ima watashi wa dosokan ni orimasu. Tôi đang học tiếng Nhật. Watashi wa nihongo o benkyou shite orimasu. Hãy tsugi. Tiếp theo là nhỉ, những động từ như là tabemasu, nomimasu và modaimasu thì chúng ta chuyển chung về khiêm nhường ngữ của nó là itadakimasu. Ví dụ hôm qua tôi đã đi ăn cùng với giám đốc. Kino sacho to sushi o tabemashita. Thì ở đây tabemashita thì chúng ta sẽ chuyển thành itadakimashita. Hãy kino sacho to sushi o itadakimashita. Hãy chú ý, tôi đã từng uống rượu Nhật. Watashi wa nihon no osake o nonda koto ga arimasu. Ở đây nomimasu, nonda koto ga arimasu, chúng ta chuyển đề itadakimasu. Watashi wa nihon no osake o itadaita koto ga arimasu. Hãy sugi. Giáng sinh của năm ngoái thì tôi đã nhận được quà từ ông già Noel. Kyonen no Christmasu ni Santa Claus ni prezento o moraimashita. Moraimashita chúng ta chuyển thành itadakimashita. Kyonen no Christmasu ni Santa Claus ni prezento o itadakimashita. Hãy tsugi. Imasu nó chuyển thành moshimasu. Khiêm nhường ngữ là moshimasu. À, xin lỗi. Anh tên là gì vậy? Shitte desu ga, onamae wa nan desu ka? À, tôi tên là Tan. Watashi wa Tan to moshimasu. Tan to moshimasu. Thì ở đây to moshimasu có nghĩa là imasu nhỉ, là khiêm nhường ngữ. Đấy. Hãy tsugi. Shimasu chuyển thành khiêm nhường ngữ là itashimasu. À, rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Tân, rất mong nhận được sự giúp đỡ. Hajimemashite. Tân to moshimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Ở đây chúng ta có là onegai shimasu, chúng ta chuyển thành onegai itashimasu. Hãy tsugi. Shitemasu, chúng ta chia thành khiêm nhường ngữ là zonjite orimasu. Shirimasen. Khiêm nhường ngữ của nó sẽ là zonjimasen. Ví dụ, anh Wan có biết địa chỉ nhà của anh Kimura không? Wan san, Kimura san no jiu so gozonji shite orimasu ka? Thì ở đây gozonji shite orimasu ka thì chúng ta sẽ có là shite masu ka. Tsugi. Không, tôi không biết. Ie zonji masen. À, ie shirimasen. Ie zonji masen. Đấy. Ok. Tsugi. Động từ tiếp theo chúng ta tìm hiểu là mimasu thì khiêm nhường ngữ của nó sẽ là haiken shimasu. Hôm qua tôi đã xem bộ phim này rồi. Kino kono eiga o haiken shimashita yo. Kino kono eiga o mimashita yo. Haiken shimashita yo. Thì ở đây mimasu chúng ta sẽ chuyển thành haiken shimasu nhé. Tsugi. Tôi đã xem đấu vật sumo ở Nhật. Watashi wa nihon de sumo
hiking したことがあります。あれ、hiking した、見たね、見たことがあります。なしで、hiking したことがあります。はい、次、ドゥデテア。あります。なしで、南京人うら、お見にかかります。Hôm qua tôi đã gặp vợ của giám đốc. Kino sacho no okusan ni omi ni kakarimasta. Thì ở đây omi ni kakarimasta bằng với lại imasta. Omi ni kakarimasta. Ra koko made Miya no Nihongo no daigo zukka ga owarimasta. Za Miya san Nihongo o tanoshiku勉強してくださいね。さようなら。